Beep, 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 beep. Chào tất cả anh em đam mê ha. Thì đây là cái thành viên mới của nhà mình đây. Đấy. Thì em mình việc này thì được một thằng em của mình á, nó cho ha, nó cho thì mình chăm được 10 hôm rồi, 10 hôm rồi. Đấy thì lúc mới nhận về thì chưa có lông lá gì đâu ha. Đấy, hôm nay thì đã mọc đầy đủ, gần như đầy đủ lông rồi đó anh em. Lông cánh là lông mình là gần như là khá là đầy đủ rồi. Đấy. Thì có mình biết thì một số anh em thì mình thấy một số anh em nuôi thì bảo thì nó khá là khôn đúng không ha, nếu mình chăm mình nhỏ thì nuôi khá là khôn luôn, cho nên thì mình cũng nuôi thử một em ha, nuôi thử một em thì hy vọng này mình chăm mình tập sao cho nó khá là quấn mình như là nó khôn anh em. Thế thì đối với mình biết thì chăm cũng khá là đơn giản thôi, mình thấy là chăm cũng khá là đơn giản và nó lớn cũng khá là nhanh, cực kỳ là ăn rất là nhiều. Thế thì mình thì hiện tại thì cho anh cắm gà con nè ha, cắm gà con, cắm gà đó, cắm gà thì mình có thể là pha nước lỏng lỏng một tí hoặc là mình vón cục cho nó ăn ha, cung nguội thì mình cho nó vẫn ăn ha. Thì ở nhà thì quanh vườn ấy anh em có những loại bò sát này đấy thì mình bắt mà cho nó ăn, tối thì vợt vài con thằng lằn thì cho nó ăn thì cũng khá là ok. Nói chung thì những cái đồ tươi sống thì nó ăn được hết, và kể cả là cắm gà con hay là những cái gì đó loại ăn tạp anh em, ăn khá là dễ luôn. Đấy. Thì hy vọng này trong thời gian tới thì sẽ có những cái clip hay về em bịp này của mình anh em ha. Như vậy thì hiện tại thì những cái đôi chim chạy lửa của mình nó đã đẻ và ấp lại rồi anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ quay từng đôi cho anh em cùng xem thử là nó đã ấp được bao nhiêu ngày và được bao nhiêu trứng rồi anh em ha. Thì đây là cái đôi thứ nhất nè, đây là đôi thứ nhất ha. Thì cái đôi này thì nó đang đẻ cái lứa thứ ba nè, đẻ lứa thứ ba của mùa này. Thì đôi này là trống 21 năm ha. Mái thì mái tơ. Mái tơ lên. Mấy con mình nuôi từ mùa trước lên. Đấy thì lứa đầu tiên thì nó đẻ được 4 trứng và nở 4 con. Và lứa thứ hai thì nó đẻ 4 trứng nhưng nở chỉ có 2 con thôi. Ngày hôm qua thì mình xem thì mình thấy nó có 3 trứng rồi đấy anh em. Con mái hình như con mái đã nằm tổ rồi. Thì nhưng mà tối hôm qua thì cái đôi này thì con mái mình vẫn chưa thấy ấp ha. Mình vẫn chưa thấy ấp thì khả năng là hôm nay nó sẽ đẻ thêm 1 trứng nữa thì nó sẽ ấp luôn đây nè. Khả năng là tối nay thì nó sẽ ấp luôn á. Thì bây giờ mình lên mình quay thử ha. Lên mình quay thử là nó đã đủ trứng chưa? Nó đã đủ trứng chưa? Thì mình cũng không muốn nó đẻ nhiều đây nè. Tầm khoảng 4 trứng ấp là ok rồi. Bởi vì nó có đẻ nhiều quá thì nó chăm cũng không có kỹ đâu anh em ạ. Đấy, mình thấy là 4 trứng ấp là phù hợp nhất à. Đối với dòng chè mình thấy 4 trứng ấp là ok nhất à. Thì con mái này là con mái con mà nuôi lên cho anh em thấy mình mở cửa ra như thế này rồi á. Mà nó vẫn rất là dạng luôn á anh em. Anh thấy không? Đấy, con mái này lúc nhỏ thì nó quấn với mình lên này. Đó, chạy ra rồi đấy. Để mình quay thử được bao nhiêu trứng rồi anh em ha. Vậy là mình làm phiền nó rồi nè. Vậy là mình làm phiền nó rồi, chắc nó đang vào nó đẻ đó nè. Nó đang vào đẻ nó 3 trứng ha. Vậy là 3 trứng thì khả năng là hôm nay thì nó sẽ đẻ thêm 1 trứng nữa và nó ấp luôn. Thì
con này là con mái mái con mình nuôi lên ha. Năm trước thì mình giữ lại con mái con này nè để mình ghép với con trống bổi nè. Thì rất là tuyệt vời, thì nó đã cho ra được ba lứa, cho ra được hai lứa chim con rồi, hai lứa chim con, và đây là cái lứa thứ ba của nó đây. Đây này, khá là tuyệt vời luôn. Nuôi con mái thuần lên thì anh em nuôi mái con lên thì sinh sản, ghép sinh sản nó rất là dễ luôn nè ha. Đấy, ghép sinh sản nó rất là dễ luôn. Còn anh em nuôi mái bổi thì phải qua vài mùa thì nó thuần rồi nó mới chịu đẻ anh em ha. Còn anh em mà lấy kẹp viên rừng về mà ghép luôn mà để cho nó đẻ thì cực kỳ khó luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ quay cái đôi thứ hai, thì cái đôi này là cái đôi đẻ sớm nhất của mình đây. Và lứa này là lứa thứ tư của nó nè, lứa thứ tư của nó đây. Và nó cũng ấp được hôm tối chủ nhật là mình đã thấy nó ấp rồi nè. Tối chủ nhật là mình đã thấy nó ấp rồi ha. Đấy, nó đang nằm ấp rồi. Trống là đuôi 20 cộng ha. Trống là đuôi 20 cộng. Mái là đuôi 13, mái bông đây nè. Thì lứa đầu tiên thì nó nở chỉ có một em thôi. Đó, lứa thứ hai thì được 3 em và lứa thứ ba là nó được 4 em. Rất là tuyệt vời anh em. Và lứa thứ tư, đây là lứa thứ tư của nó này. Em là đôi này là cái đôi đẻ sớm nhất của mình. Đẻ sớm nhất của mình đây này. Nó mới vừa nhảy ra rồi. Vậy là cái đôi này nó ấp được, hôm nay là ngày thứ tư rồi, vậy thì tầm khoảng 8 ngày nữa thì vậy là nó vừa mới nhảy ra luôn này. Vậy thì tầm khoảng 4 trứng này nè ha. Em ha. Đấy thì 4 trứng, cái đôi này hiện tại là lứa thứ tư của nó là 4 trứng. Hy vọng là 4 trứng này cũng sẽ nở được 4 em. Rồi, giống như là cái lứa trước của nó anh em ha. Giống như là cái lứa trước của nó. Đấy, đây là cái đôi chim mà năm nay là cái mùa thứ hai sinh sản của nó đây nè. Năm trước thì nó đẻ cũng khá là ok. Giữ lại mấy con á, giữ lại hai con á, con mái kẹp đầu tiên á là con của cái đôi này đó nè, còn con trống thì mình treo ở trong lồng kia. Đấy thì nó đã ấp được, hôm nay là hôm thứ tư rồi ha, thứ tư rồi thì tầm khoảng 8 ngày nữa ha, 7 đến 8 ngày nữa thì nó sẽ nở thôi. Thì mình quay cái video như thế này cụ thể là mình sẽ đánh dấu được cái ngày luôn nè, đánh dấu được cái ngày để mình khi mình canh được chim nó nở thì mình sẽ xúc mồi cho nó ha, để cho nó chăm con luôn nè, để khỏi phải quên ha. Thì vừa quay cái video như thế này thì mình sẽ nhớ được cái ngày quay, và cái ngày quay thì nó sẽ lưu lại ha, nó lưu lại rồi mình sẽ tính được cái ngày chim nở nè. Nhiều khi là lu bu quá lại quên anh em. Rồi tiếp theo thì đây là cái đôi chào màu của mình đây. Đôi chào màu này thì rất là tuyệt vời luôn anh em. Thì nó đã vừa mới nở được lứa thứ hai trong cái mùa này. Thì lứa đầu thì nó đẻ hai trứng nữa hai con, và lứa thứ hai nó cũng vậy nè. Lứa thứ hai nó chỉ đẻ hai trứng và nở đúng hai con luôn. Cho nó là đẻ đâu chắc đó nè. Mình lấy cái ghế ha, lấy cái ghế mình lên mình quay con cho anh em xem. Đấy thì cái đôi đó thì mùa trước thì nó cũng đã mùa đây là mùa sinh sản thứ hai của nó đây nè. Mùa trước thì nó cũng đã ra sản phẩm rồi, nhưng mà mùa trước thì mình chỉ có đúng một tổ thôi. Nó đẻ mấy tổ nhưng mà ra đúng một tổ thôi. Thì mùa trước mình chưa có kinh nghiệm nuôi chào màu sinh sản. Năm nay thì mình đã rút ra được một số kinh nghiệm và nó đã đẻ và nở khá là ok rồi nè. Đây mình sẽ lên mình quay cho anh em con của nó nè. Con của nó ha. Thì tất cả những cái tổ đẻ của chim thì mình đều làm cái cửa này ha, đều làm cái cửa để mình tiện quan sát anh em, tiện quan sát như là kiểm tra khuôn. Đấy, hả miệng đấy, đấy. Đấy, hai em ha. Thì nói chung thì tầm khoảng 2-3 em thì nó sẽ chăm khá là tốt luôn nè. Nó chăm khá là tốt ha. Và con nó lớn khá là chất lượng luôn đây nè. Chứ còn đẻ nhiều quá thì trong cái điều kiện mình nuôi nhốt như này thì đôi khi nó lại chăm không được tốt anh em. Đôi khi nó lại chăm không được tốt. Đấy thì hai con, nhưng mà để hai trứng nữa hai con là chất lượng rồi. Vậy thì đây là cái đôi chào màu mà nó đẻ sớm nhất của nhà mình đây. Đẻ sớm nhất của nhà mình trong cái mùa này ha.
Thì ngoài cái đôi chà màu này thì mình lại có thêm bốn cái đôi chà màu nữa để mình ghép anh em. Đấy, thì cái đôi này thì đôi thứ hai này thì năm nay thì mình ghép cái mùa đầu tiên ha. Năm nay thì mình ghép cái mùa đầu tiên. Đấy thì nó đã đẻ được lứa đầu tiên rồi anh em. Đẻ được lứa đầu tiên rồi, nhưng mà cái video clip trước đó thì mình có quay với anh em rồi đó. Thì cái lứa đầu tiên của nó thì không có trống anh em, không có trống, để ba trứng nhưng mà không có trống anh em ha. Thì mình đã lấy trứng đi rồi ha. Lấy trứng đi rồi ba bốn năm hôm rồi anh em, bốn năm hôm rồi thì chắc nó chỉ nó sẽ sắp để lại thôi ha. Sắp để lại thôi. Thế thì đây là cái con mái mà mái bổi nè, con trống thì mái bổi mùa thứ hai, và con trống thì trước kia mình nuôi lồng và nó cũng được ba mùa rồi. Trống thì nó cũng tương đối thuần, còn mái nữa nó cũng hơi là khá là nhát luôn em, cho nên là nó khó đẻ, và nó cũng đã đẻ rồi thì đó là một tín hiệu khá là tốt luôn em. Thì hy vọng rằng là lứa sau ha, lứa thứ hai là nó có trống anh em, lứa thứ hai là nó có trống ha. Đấy, lứa thứ hai là nó có trống rồi. Thì tiếp theo là cái đôi chạy lửa đây, đôi chạy lửa thứ ba của mình. Cái đôi này thì mùa đây là mùa thứ hai của nó ha, mùa sinh sản thứ hai của nó, và lứa đây là cũng bắt đầu lứa thứ ba của nó này. Lứa thứ ba của nó thì hiện tại thì nó cũng đã đẻ bốn trứng rồi. Tối hôm qua thì mình nó thấy nó ấp rồi nè. Cái đôi này nó đẻ cũng khá là tốt luôn ha. Lứa đầu tiên thì nó đẻ cũng ba trứng, nó đẻ bốn trứng nữa ba con, và lứa thứ hai thì nó đẻ bốn trứng nữa cả bốn con. Tuy nhiên thì xuống tổ thì chỉ còn được có ba con thôi. Và lứa đây là lứa thứ ba của nó đây, lứa thứ ba của nó ha. Lứa đây là lứa thứ ba của nó này nè. Lứa thứ ba của nó thì cũng bốn trứng nữa ha, bốn trứng. Và tối hôm qua thì mình kiểm tra mình đã thấy nó ấp rồi. Cặp này thì trống mái nó khá là dữ luôn. Cái lần mình lên tổ thì nó hay đánh cái máy quay của mình đó nè. Anh em thấy bốn trứng không? Đấy, bốn trứng ha, bốn trứng. Rồi thì hy vọng là bốn trứng cũng nở bốn em anh em ha. Hy vọng là bốn trứng sẽ tiếp tục nở bốn em. Vậy thì đây là gọi là ba cái đôi chà màu sinh sản hiện tại của nhà mình đây nè. Tối hôm qua thì khi mình đi thăm sổ chim đó nè, thì mình lại phát hiện thêm một cái điều khá là vui nữa nè. Là cái đôi chà màu này của mình, cái đôi chà màu này của mình thì mình vừa mới ghép ra thôi, với chỉ có hơn một tháng thôi mà nó đã đẻ rồi nè, đã đẻ rồi. Thế thì con mái này là con mái bổi này, do mình mới lấy về đấy, thì nó còn khá là nhát, cho nên là mình cũng không hy vọng nhiều là cái đôi này nó đẻ nè. Nhưng mà cuối cùng thì tối hôm qua thì khi mình đi kiểm tra một số chim đó, thì mình thấy là không thấy con mái, thì mình mới soi ở cái tổ thử, và mình thấy là con mái nó nằm ấp luôn anh em. Sáng nay mình cũng thấy nó ấp. Như vậy là cái đôi này của mình tiếp tục mình lại có thêm được một đôi chà màu nữa đẻ rồi nè. Vậy thì mình có tổng cộng là 5 đôi chà màu ghép, nhưng mà hiện tại thì đã có được 4 đôi đẻ rồi, 4 đôi đẻ rồi. Đấy, xíu nữa thì mình có thể mình sẽ quay cho cái tổ được nhiều trứng nè. Nhưng mà mình cũng ngại vấn đề là con mái này mấy bổi, mình sợ nó bỏ ổ thôi ha. Còn kế bên thì cũng là một cái đôi chà màu nữa nè. Thì đôi chà màu này thì nó là đẻ lứa thứ hai rồi đây, đẻ lứa thứ hai ha. Lứa đầu thì nó đẻ không có trống, ba trứng không có trống. Lứa thứ hai thì nó đẻ ba trứng, nhưng mà nó chỉ có được đúng một em thôi nè. Thì con của nó được 6-7 hôm rồi đó. Để mình quay cho anh em xem nè, mình lên đây mình quay cho anh em xem. Được 6-7 hôm rồi, con nó được 6-7 hôm rồi. Thì nó cũng chắc chút xí nữa thì mình sẽ cho nó xuống tổ luôn đó nè. Đây nè, xíu nữa thì mình sẽ cho cái con chà màu này, chà màu con của mình xuống tổ luôn, để cho bố mẹ nó đẻ cái lứa mới này. Thấy anh em thấy không? Lông lá thì nó ra cũng khá là ok rồi đúng không? Đấy, lông lá nó ra khá là ok rồi. Thì xíu nữa mình sẽ cho nó xuống tổ luôn để đẻ lứa mới. Thì ở bên này này, này mình có làm cái cửa nè để mình lấy chim đó nè. Anh em để kiểm tra này, có cái cửa này. Lúc nào cần lấy chim ra hoặc là lúc nào cần lấy trứng ra thì mình sẽ dùng cái cửa này nè. Đấy, mình sẽ dùng cái cửa này. Đấy, thì kế bên lại có một cái ổ chim nữa nè. Thì sẵn tiện con mái nó xuống ha, sẵn tiện con mái nó xuống thì mình
mình quay thử luôn ha. Mình quay thử nó được mấy trứng anh em. Cái lứa đầu tiên của nó thì mình chỉ sợ là nó bỏ tổ thôi. Nhưng mà hy vọng là không có sao nữa ha. Xin mình mở cửa ra luôn. Kiểm tra thử nó được bao nhiêu trứng này. Ấp rồi, đứa ấp bao nhiêu trứng. Úi trời, mới mà nó để được 3 trứng thế này. Thấy chưa? Mới mà nó cũng để được, nó ấp được 3 trứng này. Đó, đây là lứa đầu tiên của nó nè ha. Rồi, như thế là quá ok. Quá ok anh em, hy vọng rằng là nó sẽ nở ha, nó có cổ nó nở nè ha. Đấy. Vậy là mình có tổng cộng là 4 đôi chà màu đẻ rồi và 2 đôi chà màu thì cho ra sản phẩm rồi. Hy vọng rằng 2 cái đôi chà màu sẽ để sau này nó cũng tiếp tục cho ra những cái sản phẩm này. Đấy, thì mình còn một đôi chà màu bên này nữa. Đây con này cũng là mái bổi này. Trống cũng là trống bổi nhưng mà mùa 2, mùa 3. À, và nó khá là nhát luôn. Với lại mình ghép với một cái lồng như này thì mình thấy nó khả năng cũng khó đẻ đây này. Hy vọng rằng nếu mà nó sẽ đẻ thì mình sẽ cập nhật cho anh em sau ha. À, nếu mà nó đẻ thì đẻ được thì quá là tuyệt vời luôn nè. Rồi tiếp theo thì quay cho anh em một số những cái đôi chim nữa ha. Mì khứu thì án binh bất động rồi, chưa thấy có dấu hiệu gì. Một vài cơn mưa trong mùa hạ nhưng mà vẫn chưa thấy thấy đẻ nè. Đây là avi mi nè, đây là avi khứu nè, đây là avi khứu nè. Hai cái avi, những avi đầu tư rất là xịn sò luôn, rất là thoải mái nhưng mà vẫn chưa chịu đẻ nè. Đấy, còn đây là cái đôi thang của mình để được lứa này là lứa thứ hai rồi nè. Lứa thứ hai là nó cũng có 5 trứng này ha, thì chắc là nó cũng sắp nở rồi này mà, nó cũng sắp nở rồi, 1-2 ngày tới là nó sẽ nở thôi. Đấy nè, đấy mẹ nó xuống tổ thì sẵn mình lên xem thử luôn ha, xem thử luôn. 5 trứng anh em ha, 5 trứng ha. Đấy, 5 trứng, lứa đầu tiên là 5 trứng, nở 3 em. Và lứa thứ hai thì nó cũng 5 trứng ha. Thì 1-2 ngày tới thì nó sẽ nở thôi nè. Đấy. Bởi vì đây là cái đôi chồng nào mà đôi thang mà mình nuôi non rồi đấy nè. Cho nên là mình vào thì nó cũng không có nhát anh em ha. Ra vô thì nó khá là bình thường luôn. Mồi thì chuẩn bị khá là nhiều cho nó, chuẩn bị nó chăm con anh em. Đây là dàn cua gáy tơ của mình ha. Những dàn cua gáy tơ mà mình để giống đây nè. Để giống mình tách ra hết đây. Chim này chưa đến tuổi sinh sản em ha, chưa tới tuổi sinh sản. Còn bên này thì 8 ô bên này thì chim đã đến tuổi sinh sản. Đây là những kẹp giống của mình, từ giống bố mẹ của mình đã sinh sản khá là ok rồi. Đó. Đó, đây là những cái con bò sát này nè. Con nhông rồi có thể là bắt cho, hay là ranh mối ha, có thể bắt cho bìm bịp này đây nè. Như vậy là mình lại có thêm được một cái đôi chà màu nữa đẻ rồi và nó đã ấp. Tối hôm qua thì nó đã ấp rồi anh em ha. Thì tổng số cái đôi chà màu nhà mình đẻ lên làm 4 đôi rồi. Vậy thì còn một đôi nữa ha. Một đôi nữa thì hy vọng rằng một đôi đó thì trong cái điều kiện lòng nuôi nó không có được rộng rãi thì không biết là nó có đẻ không, mình cũng hy vọng rằng nó sẽ đẻ anh em. Đấy thì đối với chà màu thì cũng như nhiều cái clip trước rồi đó, mình nói là chà màu mình nuôi không có buôn bán giao lưu gì hết anh em ha. Chủ yếu là mình nuôi là mục đích là để cho nó đẻ ra thật là nhiều, mình chăm lớn rồi thì mình sẽ nuôi để mình thả bên ngoài tự nhiên. Hoặc là thỉnh thoảng mình làm một số cái mini game anh em, một số cái mini game để tặng cái chim chà màu cho anh em. Cũng như là một số anh em ở gần thì có thể ghi lại ha, nếu mà có nhiều chà màu thì mình sẽ tặng cho anh em một con hai con về chăm chơi cho nó vui ha. Chứ mình không có, hiện tại mình không có buôn bán chà màu anh em. Thì nhà mình hiện tại thì vẫn nhiều nhất là vẫn là chè lửa ha, chè lửa sinh sản với cu gáy, mà đó là hai cái dòng mà để mình giao lưu với anh em.
Thì năm tới thì năm nay thì mình sẽ để thêm một số cái em chạy lửa ha, một số cái em chạy lửa mà đuôi nó dài ha, mình sẽ để lại, và năm sau thì mình sẽ tăng thêm tầm khoảng 2-3 đôi nữa, 2-3 đôi sinh sản nữa, cho nó vui nè. Rồi thì hôm nay quay clip như này để giao lưu cũng như là thông tin một số cái thông tin mới đến với tất cả các anh em ha. Thì anh em xem video đừng quên là đăng ký kênh ha, cũng như là tặng cho mình một like, một follow kênh, để cho mình có thêm nhiều cái video mới để chia sẻ đến với anh em, nó thật sự và nó kịp thời nhất anh em ha. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em.